Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc thông báo ngưng chạy tuyến tàu cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo từ ngày 27 tháng 9 sau gần 2 tháng hoạt động. Nguyên nhân do khó khăn trong việc di chuyển từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đến cảng Hiệp Phước, hành khách phải đi xe trung chuyển hoặc cá nhân và đóng thêm phí. Nhiều hành khách phàn nàn về việc đón xe từ cảng trở lại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Công ty cho biết việc khai thác tuyến chưa đạt hiệu quả mong muốn và tạm dừng để xem xét phương án phù hợp, điều chỉnh hoạt động kinh doanh vào mùa thấp điểm du lịch.